Đối với chúng sinh làm nghiệp thiện thì ta khởi tâm hoan hỷ Đối với chúng sinh thiện ác hai hạnh thì ta khởi tâm không hai Đối với chúng sinh tạp nhiễm thì ta khiến cho họ sinh tâm thanh tịnh Đối với chúng sinh tà đạo thì ta khiến cho họ sinh tâm tránh hạnh Đối với chúng sinh hiểu biết thấp kém thì ta khiến cho họ được hiểu biết rộng lớn. Đối với chúng sinh thích sinh tử thì ta khiến cho họ bỏ luân chuyển đối với chúng sinh chủ đạo hai thừa, thì ta khiến cho họ trụ nhất thiết trí thiện nam tử, ta nhờ được giải thoát này mà thường cùng với tâm tương ưng như vậy thiện nam tử khi lúc trời tối yên tĩnh quỷ thần trộm cướp các chúng sinh ác đi du hành mây nhiều sương dày gió bão mưa lớn mặt trời mặt trăng tinh tú đều bị che khuất hết chẳng thấy gì nữa ta thấy các chúng sinh hoặc vào trong biển hoặc đi trên đất núi rừng hoang vắng các nơi hiểm nạn hoặc gặp trộm cướp, hoặc thiếu lương thực, hoặc mê mất phương hướng, hoặc quên mất đường về, hoảng hốt sợ hãi, không thể tự thoát được, thì ta liền dùng đủ thứ phương tiện để cứu giúp họ. Vì người gặp nạn trên biển, thì ta hiện làm người lái thuyền, làm vua cá, vua ngựa, vua rùa, vua voi, vua a tu la và thần biển. Vì những chúng sinh đó ngăn gió mưa ác, ngừng sóng to mà dẫn đường cho họ, chỉ bờ cho họ, khiến cho họ khỏi sợ hãi đều được an ổn. Ta lại nghĩ như vậy, nguyện đem căn lành này, hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho họ xả lìa tất cả các khổ vì tất cả chúng sinh ở trên đất trong đêm tối gặp sợ hãi thì ta hiện làm mặt trời mặt trăng và các tinh tú đủ thứ ánh sáng để soi sáng sớm tối hoặc hiện làm nhà cửa hoặc hiện ra nhiều người khiến cho họ được khỏi nạn sợ hãi nguyện đem căn lành này hồi hướng cho chúng sinh đều khiến cho họ trừ diệt được các tối phiền não tất cả chúng sinh thương tiếc mạng sống thích danh vọng tham tiền tài coi trọng chức quan chấp trước nam nữ luyến ái thê thiếp chưa thỏa lòng mong cầu sinh nhiều lo sợ thì ta đều cứu giúp khiến cho họ lìa khổ vì người đi vào núi nguy hiểm mà gặp nạn thì ta làm thiện thần hiện thân gần gũi hoặc hiện làm chim đẹp hót tiếng hay để làm cho họ vui hoặc làm thuốc hay ánh sáng chiếu soi chỉ chỗ có trái cây chỉ chỗ có giếng nước suối nước chỉ con đường tránh chỉ chỗ đất bằng phẳng khiến cho họ lìa khỏi các hoạn nạn